Bạn muốn hẹn hò với ngôn ngữ lập trình Pascal? Vậy thì hãy thực hiện ngay hôm nay đi nhé. Bởi vì ngôn ngữ lập trình Pascal là một người bạn cực kỳ dễ thương, cực kỳ đáng yêu. Khi tham gia một sự kiện về lập trình, Mark Zuckerberg, ông chủ của Facebook, đã có một câu nói nổi tiếng: trong khoảng thời gian ngắn nữa thôi, việc dạy lập trình máy tính quan trọng và cần thiết giống như việc dạy đọc và dạy viết cho một con người, cho một công dân toàn cầu. Tại sao chúng ta không thực hiện điều đó sớm hơn? Why we didn't do it sooner? Chào mừng các bạn đến với loạt video luyện tập ngôn ngữ lập trình Pascal giúp bạn trở thành giỏi tuyển chuyên của Master Lan Dương Channel. Các bạn có thể liên hệ tư vấn, học hỏi và luyện tập với số điện thoại và email ở trên màn hình. Master Lan Dương Channel. Chủ đề của video số 6 lần này là giải phương trình bậc 2 có dạng AX bình phương cộng BX cộng C bằng 0. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Master Lan Dương Channel. Đề tài của cái video số 6 lần này là viết chương trình giải và biện luận phương trình bậc 2 có dạng AX bình phương cộng BX cộng C. Sở dĩ gọi là bậc 2, lý do ở đây các bạn thấy ở cái vị trí này chúng ta có là x mũ 2 các bạn ha. Đó, bậc 2 các bạn, bậc cao nhất là bậc 2. Đôi khi có một số sách đó, gọi được cái nội dung ở trên màn hình đó là phương trình bậc 2 hay gọi là tam thức bậc 2 các bạn ha. Tam thức bậc 2 tức là có 3 cái hệ số bậc 2. Rồi. Thì để giải bài này chúng ta cũng phải tiến hành một cái nội dung, một cái loại trong ngành toán, đó là giải và biện luận. Nghĩa là các bạn phải lý luận, lý lẽ làm sao bảo vệ được cái ý mình đúng, để khi các bạn giải bài này thì đáp số luôn đúng, không để ai thắc mắc hoặc là người ta có thể là bắt bẻ các bạn được. Là bạn phải giải biện luận, phải lý lẽ, lý luận các bạn ha. Thì để thực hiện bài này trong lập trình Pascal, các bạn cũng phải xem lại video 2A. Đó là nói về cái câu lệnh điều kiện dạng thiếu và câu lệnh điều kiện dạng đầy đủ. Thì trong trường hợp này, Master Lan Dương sẽ sử dụng cái câu lệnh điều kiện dạng đầy đủ, tức là if then else các bạn ha, để giải được cái bài phương trình bậc 2. Để giải bài này trong ngành toán, họ cũng phải giải và biện luận, tức là họ chia trường hợp ra ứng với các hệ số ABC. Bởi vì ABC là nhập vào tùy ý, nghĩa là A có thể bằng 0, A khác 0, BC cũng vậy. Như vậy ở đây, ở trường hợp 1 các bạn thấy nè, là ứng nếu trường hợp 1 các bạn ha, là A bằng 0, thì khi đó chúng ta sẽ phương trình bậc 2 này sẽ mất cái vị trí này các bạn, vị trí này. Nghĩa là không có hệ số A và không có x bình phương đó. Thì khi đó phương trình bậc 2 này sẽ trở về cái phương trình bậc 1 BX cộng C bằng 0. Như vậy các bạn phải xem lại cái video số 5, cách giải phương trình bậc 1. Ở video 5 đó là phương trình có dạng là AX cộng B bằng 0. Trong tình huống này là BX cộng C bằng 0. Cách thực hiện tương tự các bạn ha. Này. Thì với cái trường hợp A bằng 0 này thì nó có một nhóm cái kết quả mà các bạn đã thực hiện và xem ở trong video số 5. Ngược lại của trường hợp A bằng 0, nghĩa là trường hợp 2 các bạn ha. Ngược lại là trường hợp 2, nghĩa là A khác 0. Thì với trường hợp A khác 0 này thì các bạn sẽ tiến hành xử lý theo cái quy định trong ngành toán. Nghĩa là ở đây các bạn sẽ làm cái vị trí này, các bạn xử lý trong ngành toán. Nghĩa là chúng ta có như sau. Đầu tiên các bạn phải thực hiện tính cái biệt số delta. Delta là cái biệt số, một cái giá trị đặc biệt ha, trong ngành toán. Thì cái giá trị đặc biệt này được tính bằng công thức là B bình phương trừ 4AC, tức là lấy hệ số B bình lên trừ đi 4 lần của hệ số A nhân hệ số C. Sau khi tính delta xong rồi thì các bạn phải tới cái lập luận là trường hợp 2A và trường hợp 2B. Trường hợp 2A 2B này để diễn tả cho 3 cái trường hợp của delta. Nghĩa là ở trường hợp 2A các bạn ha, là chúng ta có delta là lớn hơn hoặc bằng 0, và trường 2B là delta nhỏ hơn 0 các bạn ha.
Trong trường hợp 2A, chúng ta lại có hai trường hợp nhỏ nữa, đó là trường hợp 2A1 và 2A2. 2A1 đó là delta lớn hơn 0 và 2A2 là delta bằng 0. Các bạn ha, vì khi chúng ta vào cái trường hợp 2A là chúng ta có delta lớn hơn bằng 0, chúng ta lại chia hai trường hợp nhỏ nữa, delta lớn hơn 0 và delta bằng 0. Khi delta mà các bạn có là delta lớn hơn 0 thì chúng ta sẽ có hai nghiệm phân biệt được tính theo công thức của ngành toán ha, x1 x2. Còn nếu delta bằng 0 các bạn thì chúng ta có cách tính hai nghiệm đó nó giống nhau, người ta gọi là nghiệm kép các bạn ha. Thì hai nghiệm đó được tính chung bởi công thức là trừ b chia 2a. Đấy, các bạn thấy không? Tức là phải lý luận rất nhiều trường hợp ứng với hệ số ABC rồi delta đó các bạn ha. Tiếp theo, các bạn phải trả lời ba câu hỏi quan trọng là bài này có bao nhiêu đại lượng, bao nhiêu lời giải và bao nhiêu đáp số. Thì bài này chúng ta có các đại lượng như sau. Thứ nhất, các bạn ha, đó là đại lượng A, B, B các bạn ha, B, C là ba cái rồi các bạn ha. Rồi, tiếp theo, delta nữa là 4. Tiếp theo, x1, x2 là 6 bạn ha. Rồi một cái nghiệm kép đó các bạn ha, nghiệm kép mình đặt là ít thôi các bạn ha, ít thôi. Đó, như vậy chúng ta có tất cả là 7 cái đại lượng. Thì ứng 7 đại lượng này các bạn sẽ khai báo 7 biến ở trong chương trình Pascal. Tiếp theo, bài này có nhiều lời giải các bạn ha. Đầu tiên chính là cái lời giải ứng với cái phương trình bậc 1 ở đây các bạn. Đây là một lời giải thì có một nhóm cái kết quả các bạn ha, có nhóm một nhóm lời giải, một nhóm cái đáp số. Tiếp theo, với trường hợp mà a khác 0 á thì các bạn sẽ tiến hành giải nào là tính delta là một lời giải các bạn ha. Rồi các bạn phải xét delta lớn hơn bằng 0. Tức là chúng ta có hai trường hợp, tức là delta lớn hơn 0, delta bằng 0. Với từng trường hợp này thì các bạn sẽ tính ra được là những cái kết quả tương ứng là x1 đó, rất nhiều cái lời giải các bạn ha, rất nhiều lời giải. Nếu delta mà bằng 0 thì các bạn sẽ tính ra công thức này, tức là tính ra x các bạn ha, x ra bằng công thức này, đó lời giải nữa ha. Rồi tương tự như video số 5 thì để giải bài này trong ngành lập trình toán tin các bạn ha, thì người ta có một cái cách để diễn đạt cái cách giải của bài số 6 này, phương trình bậc 2 này, nghĩa là chúng ta sử dụng một cái khái niệm là cái lưu đồ hay là cái sơ đồ khối. Thì trong bài này các bạn đầu tiên chúng ta quan tâm đó là cái hệ số A, chúng ta sẽ xét với bằng 0. Thì khi các bạn vẽ trong cái sơ đồ mà cho mình thôi, nghĩa là mình hỏi xem A bằng 0 thì khi hỏi sẽ có trả lời đúng hoặc sai. Vậy nếu A bằng 0 hoặc đúng á thì các bạn sẽ giải bài này theo cái nhánh bên này các bạn, cái nhánh bên này là cái nhánh của cái phương trình bậc 1. Các bạn xem lại cái video số 5. Đó, một sẽ có một số lời giải và có một số cái đáp số bạn ha. Còn nếu mà A bằng 0 mà không đúng á, tức là A không đúng bằng 0, nghĩa là A khác 0, thì các bạn sẽ giải theo cái nhánh ở bên này các bạn, cái nhánh dưới này. Giải theo nhánh dưới này, nghĩa là ứng với trường hợp là A khác 0. Thì trong trường hợp A không này thì các bạn sẽ đầu tiên các bạn sẽ thực hiện tính cái delta. Tính delta trước ở cái khung màu tím bằng công thức là B bình phương trừ 4AC. Ở trong lập trình thì nhân là hoa thị các bạn ha. Rồi, sau đó khi có delta rồi các bạn sẽ tiến hành dùng cái hình thoi màu đen để các bạn sẽ kiểm tra cái đặt điều kiện là nếu delta mà lớn bằng 0 đúng á, thì các bạn sẽ giải theo cái nhánh bên này các bạn. Nếu đúng thì chúng ta sẽ giải theo nhánh bên này. Còn nếu sai thì các bạn sẽ giải theo nhánh bên này, nghĩa là bên sai chỉ có một cái kết quả, đó là cái hình thoi màu đỏ đậm, đó là phương trình vô nghiệp thôi. Tiếp theo, ở nhánh bên tay phải chỗ mà hình vuông mà bây giờ đang đánh dấu á, thì chúng ta phải xét nữa. Khi mà chúng ta qua đến vị trí bên này các bạn ha, qua bên vị trí rồi, nghĩa là delta nó là đang là dấu lớn hơn các bạn ha, lớn hơn đó, lớn hơn hoặc là dấu bằng 0 đó, dấu lớn hoặc dấu bằng các bạn ha. Đây thì chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ xét trường hợp là delta lớn đã, nghĩa là xét cái dấu lớn đã, thì đúng là lớn hơn 0 thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc là thực hiện các cái nhóm công việc ở cái hình màu vàng, nghĩa là tính ra hai nghiệm x1 x2 và các bạn sẽ in ra. Còn nếu delta không thể lớn không, nghĩa là lúc đó không thể có dấu này các bạn ha, dấu này không có, thì chắc chắn là phải có dấu bằng 0 thôi các bạn, bằng 0. Bằng 0 nghĩa là lúc đó
Pascal sẽ phải qua bên nhánh bên trái các bạn ha. Qua nhánh bên trái này, nghĩa là khi ứng với trường hợp mà bằng không thì Pascal sẽ thực hiện chương trình thực hiện sẽ qua cái nhánh bên trái này và tính ra cái công thức là nghiệm x bằng trừ b chia 2a và sẽ in cái nghiệm ra là xong bài các bạn ha. Như vậy ở đây chúng ta có các đáp số như sau. Nếu nhìn hình này, những ai mà được làm quen với cái số này nữa, chúng ta sẽ hiểu là gì. Bài này chúng ta có các đáp số như sau. Thứ nhất, đây là cái đáp số ứng với cái nhóm công việc ứng với là phương trình bậc 1 là có 3 kết quả các bạn ha. Và một nhóm kết quả nữa là ứng với cái phương trình bậc 2 đầy đủ. Đây các bạn, nghĩa là chúng ta có 6 đáp số ở trong cái bài này các bạn ha, 6 đáp số. Trong đó cái màu vàng nghiệm x bậc 2 chúng ta phân là hai cái dòng các bạn ha. Như vậy chúng ta có ít nhất là 6 đáp số và đầy đủ là 7 đáp số các bạn ha. Vậy mình nhìn sơ đồ này mình thấy ngay cái điều đó. Bởi vì những chỗ nào mà đặt trong cái hình bình hành đó là cái đáp số các bạn ha. Thì nhìn sơ đồ này thì chúng ta sẽ hiểu được ngay. Và cái sơ đồ này á là chúng ta sẽ đưa vào máy để máy thực hiện các bạn ha. Tức là mình nhìn cái vấn đề ra sao thì máy sẽ nhìn vấn đề giống như vậy luôn và mình đưa vào máy để máy thực hiện. Còn ở ngành toán thì họ viết theo hàng ngang 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 các bạn ha, thì đôi khi cũng chúng ta theo dõi chúng ta nếu mà nhìn mà sơ đồ dễ theo dõi hơn các bạn ha. Và các bạn quan sát máy Văn Dương thực hiện trên chương trình Pascal. Đầu tiên các bạn khai báo là giải biện luận phương trình bậc 2. Rồi, các bạn ha. Tiếp theo chúng ta có 7 biến như sau, đó là A, B, C và X1, X2. Rồi các bạn có delta đúng không? Các bạn có X. Như vậy chúng ta có là 7 cái biến. Tất cả 7 biến này chúng ta là kiểu số thập phân, kiểu real các bạn ha, kiểu real. Rồi các bạn sẽ thực hiện thiết kế phần thân của chương trình này. Đầu tiên các bạn sẽ write là các bạn sẽ nhập vào hệ số A, A bằng đấy các bạn ha, cho đẹp. Rồi các bạn dùng lệnh thứ hai là lệnh read line là A. Các bạn sẽ sao chép xuống để thực hiện nhập cái hệ số B. B và các bạn sửa là read line B. Các bạn lưu ý sửa từ trái sang phải, từ trên dưới các bạn ha. Các bạn đừng nhảy cốc sẽ rất là dễ nhầm. Tiếp theo ở đây là C các bạn. Hệ số B và đây là B. C các bạn ha, C. ABC. Tiếp theo C các bạn ha, C. Rồi. Tiếp theo các bạn sẽ đặt điều kiện là if theo đúng sơ đồ ở trên màn hình các bạn ha. Đầu tiên là if A mà bằng 0, bằng 0 các bạn đen. Ở đây chúng ta có trường ngược lại là L các bạn ha. Rồi, như vậy ở đây nè. Ở đây chúng ta sẽ khi A bằng 0 là chúng ta trở về cái phương trình bậc nhất, mà phương trình này nó có nhiều cái lời giải, như vậy chúng ta phải đặt begin end các bạn ha. Rất là có nhiều cái công việc nên chúng ta phải đặt trong hai cái từ khóa begin end. Tuy nhiên ở đây chúng ta không thể nào là đặt cái chấm phẩy đằng sau được vì nằm trên từ khóa L các bạn ha. Rồi, thì khi trường hợp mà A mà chúng ta có như vậy, A bằng 0, nghĩa là chúng ta tiến hành xử lý theo kiểu phương trình bậc 1. Nghĩa là khi này chúng ta có một phương trình có tên như sau các bạn, đó là BX cộng C bằng 0 các bạn ha. Chúng ta sẽ tiến hành xử lý cái hệ số B, hệ số C. Nào, thì với bài này chúng ta đã biết ở video số 5 rồi các bạn ha. Vậy chúng ta sẽ đặt X ở đây. Trong cái giải phương trình thì cái hệ số B rất quan trọng vì nó liên quan đến cái ẩn số x các bạn ha. Cái B này tức là cái nằm bên cạnh của x là phải xét trước bạn ha. Và đây chúng ta sẽ xét như sau, giống như ở video số 5 các bạn sẽ mở để xem lại. Các bạn xét như sau là B là chúng ta xét là khác không. Đó, thì các bạn sẽ làm như sau. Ở đây chúng ta có L nữa các bạn. Bởi vì giải phương trình bậc nhất nó có nhiều tình huống thì đây chúng ta sẽ đặt là if B khác không. Thì đây chúng ta có nhiều ý, nó lại có begin end nữa các bạn ha. Và n này nằm trên cái từ khóa L nên chúng ta không được đặt không đặt chấm phẩy đằng sau. Các bạn sẽ ghi lại gì là x 2 chấm bằng ở đây chúng ta chuyển vế c bên phải là trừ c, chúng ta có là trừ c trên với b. Đó, cách giải giống của cái video số 5 các bạn ha. Rồi tiếp theo các bạn sẽ write ra là bạn ghi là phương trình nha. Rồi, phương trình có nghiệm nghiệm là các bạn ghi sao x bằng rồi nháy phải ở đây x các bạn ghi là 2.0 2.2, đóng ngoặc chấm phẩy. Đó, lý do là ở đây là số thập phân các bạn ha. X là thập phân nên chúng ta phải khai báo là kiểu thực và chúng ta sẽ định dạng ở đây là 2.0.2. Tiếp tục ngược lại của trường hợp là B khác không là B bằng 0 các bạn ha. Để Văn Dương sẽ ghi chú chỗ này các bạn ha, là B bằng 0. Thì chúng ta sẽ giải theo cái kiểu là lý luận ở trên hai cái trường hợp của C, tức là cái hệ số C các bạn ha. Và ở đây
các bạn lưu ý là chúng ta sẽ có cái lệnh ghép là begin and chấm phẩy. Và trong tình huống này đã có B bằng 0 rồi. Đây các bạn thấy B bằng 0 rồi. Chúng ta sẽ xét C. Vậy C có hai tình huống các bạn ha. Vì chúng ta đang thực hiện theo cái quy định trong ngành toán. Họ giải bài này theo cái cách đó các bạn ha. Ở trong đây mình chỉ viết lệnh thôi. Thì ở tình huống này các bạn sẽ ghi là if nếu C mà khác không nữa các bạn ha. Đó thì các bạn sẽ có ở đây có hai tình huống if else. Chúng ta ghi else trước các bạn ha. Rồi sau đó mình ghi là write ở đây là phương trình là sao? B bằng 0 mà C khác 0. Vậy chúng ta có phương trình là vô nghiệp các bạn ha, hoặc là không có nghiệp. Đúng không ạ? Và ở đây các bạn lưu ý không được có chấm phẩy đằng sau vì nằm trên từ khóa else. Tiếp theo, ở đây các bạn sẽ ghi là ngược lại của phương trình vô nghiệm là ở đây là chắc chắn là câu là phương trình vô số nghiệm các bạn ha. Và ở đây là hết cái ý này và chấm phẩy. Như vậy là với vị trí này các bạn đã thực hiện là đây, trong cái vị trí này các bạn đã có đầy đủ các cái lệnh để giải cái bài này mà khi hệ số A không có, nghĩa là chúng ta giải kiểu là phương trình bậc 1 là bx cộng c bằng 0. Nó giống như là video số 5 các bạn coi lại video số 5 các bạn ha. Rồi tiếp theo, ở trường hợp này chúng ta có A bằng 0, else là ngược lại của cái A này, nghĩa là else nghĩa là chúng ta có là A khác 0. Lúc này là chúng ta sẽ tiến hành giải cái bài này theo đúng chuẩn của phương trình bậc 2 đầy đủ có 3 cái hệ số ABC. Thực hiện bước là tính delta là một cái bước. Sau đó các bạn đặt cái if else để các bạn xét các trường hợp ứng với delta này, cụ thể là 3 trường hợp delta. Thì các bạn sẽ dùng if else các bạn ha. Rồi. Và như vậy các bạn thấy ở trường hợp 2 chúng ta phải làm nhiều ý. Vậy chúng ta phải đặt nhiều ý, tức là ứng với nhiều lệnh các bạn ha. Thì chúng ta phải đặt ở trong cái lập trình, chính là các bạn đặt trong hai từ khóa có tên là begin end để tạo nên câu lệnh ghép các bạn ha, lệnh ghép end chấm phẩy. Vì ở đây là hết bài rồi các bạn ha, hết bài rồi là tính chấm phẩy các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành các bước. Đầu tiên là tính delta. Đó, delta 2 chấm bằng, các bạn có là b bình phương là b nhân b rồi trừ 4 lần ac là hoa thị nhân a hoa thị c các bạn ha. Đó. Trong ngành toán thì chúng ta ghi gọn như vậy các bạn ha, ghi gọn như vậy. Nhưng trong ngành tin học thì chúng ta phải ghi như vậy, bởi vì ghi như tin học như vậy nè thì máy mới hiểu được các bạn ha. Nói chung là ngành toán và ngành tin đều có cái vấn đề giống nhau, nhưng mà cái ký hiệu viết hơi khác nhau thôi các bạn ha. Rồi như vậy bước 1 là tính delta b bình phương trừ 4ac gán vào biểu delta. Delta là một biệt số các bạn ha trong môn toán. Tiếp theo các bạn sẽ tiến hành là xét delta là trường hợp lớn hơn bằng 0 rồi trường hợp là nhỏ hơn 0 các bạn ha. Chúng ta đặt if else, các làm như sau. Các bạn đặt điều kiện là if nếu delta mà lớn hơn hoặc bằng 0 then, thì ngược lại else các bạn ha. Đây, ở trường hợp mà ngược lại nghĩa là delta chỗ này các bạn ha. Để bác Tân Dương ghi chú cái này các bạn hiểu ha. Delta là chắc chắn nhỏ hơn 0 rồi. Thì ở đây các bạn đơn giản lắm, các bạn đơn giản là write câu thôi là phương trình vô nghiệm. Đó, phương trình vô nghiệm tức là vô nghiệm ứng với trường hợp là nó là phương trình bậc 2 đầy đủ các bạn ha, vô nghiệm. Rồi. Ở trên chúng ta cũng có một cái câu là vô nghiệm các bạn ha, vô nghiệm. Nhưng vô nghiệm ứng với là khi mà nó biến thành phương trình bậc 1. Còn phương trình bậc 2 là khi delta mà nhỏ hơn 0 là phương trình vô nghiệm các bạn ha. Còn nếu các bạn học lên cao, các bạn học về cái trường số phức á, trường số C á, thì khi delta âm thì phương trình cũng có hai nghiệm các bạn ha. Đó là cái chuyện của lên cao. Các bạn học phải thêm một cái trường số là trường số phức tạp á, C á, thì các bạn sẽ làm được cái trường hợp này. Còn ở mức độ cơ bản thì khi delta nhỏ hơn 0 là vô nghiệm các bạn ha. Rồi. Vậy trường hợp mà delta nhỏ hơn 0 làm xong. Bây giờ còn trường hợp là delta lớn hơn 0 thì sao các bạn? Thì chúng ta lại tiếp tục, chúng ta lại đặt begin end các bạn ha, begin end. Và lưu ý end này nằm trên từ khóa else phía dưới nên chúng ta không được có chấm phẩy ở vị trí này các bạn ha. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành là khi vào vị trí rồi thì delta có hai trường hợp là lớn hoặc bằng. Vậy chúng ta xét trước lớn trước. Nếu delta mà các bạn lớn hơn 0, nghĩa là có hai nghiệm phân biệt các bạn ha, đen, thì chúng ta lại có if else nữa các bạn, if else nữa. Đó, if else các bạn ha. Rồi. Vậy chỗ này là chúng ta sẽ tiến hành viết nhiều lệnh các bạn ha, nên ta phải có begin end. Tương tự nằm trên else thì không chấm phẩy. Tiếp theo chúng ta tính ra là gì ạ? Là x1 đó xuất hiện ở đây các bạn. Nghĩa là chúng ta đang nói về cái vị trí này các bạn, ở trên cái sơ đồ này. Lúc chúng ta thực hiện ở đây, nghĩa là chúng ta sẽ tính vị trí này các bạn. Đó, chúng ta sẽ làm vị trí này các bạn ha. Đó, diễn tả cái này.
ứng với trường hợp là delta lớn không. Đấy các bạn thấy nè, nếu delta lớn không ha, thì chúng ta sẽ tiến hành tính x1 và x2. Và chúng ta ghi như sau các bạn. Đó là mở ngoặc trừ b cộng đen căn bậc 2 delta, thì trong lập trình Pascal đó là dùng cái hàm sqrt mở ngoặc delta. Và hàm là cái gì thì Martin sẽ làm một số video sau này. Các bạn nhớ nhấn like và các bạn nhớ đăng ký kênh và những cái chuông, hoặc là subscribe kênh và những cái chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo của Martin Dương channel. Và các bạn nhớ là các video sau sẽ có cái bài nói về cái hàm các bạn ha. Thì ở đây chúng ta sử dụng cái hàm sqrt, tức là căn bậc 2 của delta bạn ha. Rồi tiếp theo ở đây chúng ta sẽ đóng ngoặc để thực hiện việc là tạo ra cái tử số, sau đó bạn chia là dấu chéo 2a thì bạn ghi như sau: mở ngoặc 2 hoa thị a đóng ngoặc bạn ha. Ở trong toán thì các bạn có thể không ghi cái dấu nhân ở giữa 2 với a, nhưng trong lập trình các bạn ghi đó là 2 nhân a các bạn ha. Đó, và đóng ngoặc lại các bạn nhé thì mới đúng. Đó, để cho phân thành hai cái cụm bên trái đó chính là tử số, cụm bên phải là mẫu số các bạn ha, và phép chia các bạn ha. Rồi để thực hiện x2 á, các bạn chỉ cần sao chép cái công thức này xuống phía dưới là xong, và các bạn sửa lại là trừ b, ở đây là gì, trừ căn delta chia cho 2 nhân a. Rồi đó là phần tính xong rồi, thì các bạn sẽ in ra, các bạn tiếp tục write line bạn ha. Write line mình ghi là phương trình có nghiệm bạn ha, có nghiệm. Thì đây chúng ta ghi cái câu write line phía trên cho nó gọn, sau đó chúng ta sẽ phương trình có hai nghiệm các bạn, hai nghiệm ha. Rồi sau đó nháy đóng ngoặc chấm phẩy xuống dòng, các bạn sẽ ghi là write line. Write line các bạn ghi là write line các bạn ha, là in x1 trước, các bạn ghi nè: nháy x1 bằng nháy phẩy x1 2.0 2.2, bởi vì x1 x2 và nói chung là bài này nếu mà ra nghiệm đó là số tập phân thì chúng ta phải định dạng các bạn ha. Rồi tương tự ở đây chúng ta tiếp tục lại có cái nghiệm x2 là write line x2 bằng x2 các bạn. Rồi như vậy chúng ta đã giải quyết xong trường hợp là delta lớn không. Tương tự chúng ta có trường hợp ngược lại ở đây các bạn ha, nếu delta lớn không thì chúng ta giải theo phương án này, còn else ngược lại ở đây là delta chắc chắn bằng không các bạn ha. Để Mạnh Đăng Dương sẽ ghi chú cái này để các bạn dễ theo dõi. Ở vị trí này thì chắc chắn là delta là bằng không rồi các bạn ha, không, bởi vì Pascal nó sẽ xử lý trường hợp delta lớn không, mà ngược lại thì chắc chắn máy sẽ hiểu là delta bằng không. Vậy đây các bạn sẽ đơn giản thôi, các bạn sẽ thực hiện như sau. Các bạn sẽ thực hiện việc là begin end, vì đây có nhiều lệnh nên các bạn phải đặt trong cái lệnh câu lệnh ghép các bạn ha. Rồi ở đây chúng ta chấm phẩy ha. Rồi tiếp theo các bạn lưu ý nè, ở chỗ này các bạn thấy chấm phẩy này là hết ý các bạn ha, hết ý của cái if này các bạn, if này, còn cái L này nè mới là không được chấm phẩy vì nằm trên L các bạn ha. Tương tự cái N này nè là không được chấm phẩy vì nằm trên L này các bạn ha. Rồi còn đây là vị trí N nằm trên N mà nên chấm phẩy bình thường. Rồi các bạn sẽ tính ra là gì, trường hợp này cũng là x bằng các bạn ha, x bằng là gì, nghiệm kép là bằng trừ b. Đây các bạn thấy cái công thức tính ở vị trí này là chúng ta có ở đây bên này các bạn ha, công thức đó chúng ta có là nghiệm kép sẽ bằng công thức là trừ b chia 2 a các bạn ha, trừ b chia 2 a. Rồi các bạn ghi vào là bằng trừ b tức là chia mở ngoặc 2 tương tự nhân với a các bạn, các bạn phải khóa ngoặc các bạn ha, và để chúng ta lấy trừ b chia cho cái mẫu là 2 nhân a. Rồi chấm phẩy. Tiếp theo các bạn ghi một câu như sau, write line đi ha, write line đi, các bạn ghi là phương trình có nghiệm kép, kép tức là hai nghiệm giống nhau các bạn ha. Rồi chúng ta ghi như sau là ở đây nó là write thôi các bạn ha, write hoặc write line cũng được các bạn. Các bạn ghi là gì, là nháy là x1 bằng x2 bằng, rồi các bạn ghi nháy phẩy, các bạn ghi là x bạn ha, x 2.0 2.2 đóng ngoặc chấm phẩy. Đây khi mình làm như vậy thì x này các bạn nha, x này và x này đó, nghĩa là các bạn sẽ in cái x được tính ở phía trên ở đây. Đấy, khi mà chương trình nó rẽ nhánh vào đây rồi thì x đó ở như nào thì sẽ in x ra như vậy. Rồi như vậy là ở trên màn hình chúng ta đang làm thực hiện xong cái giải phương trình bậc 2. Và để dừng chương trình các bạn thực hiện cái việc là ở đây chúng ta ghi là read line chấm phẩy các bạn ha. Rồi, đó để dừng chương trình. Rồi các bạn là F2 lưu lại ha, lưu lại. Rồi các bạn ghi là giải biện luận
phương trình bậc 2. Đây, đây. Giải biện luận phương trình bậc 2. Rồi các bạn chạy thử nhấn cầu chấm chính. Các bạn nhập thử ha, phương trình bậc 2. Ví dụ là chúng ta có là 2, 6 và 3 đi. 3. Vậy chúng ta có là phương trình có hai nghiệm, đó là các bạn thử tiếp bộ test tiếp theo, các bạn enter những cầu chính, các bạn nhập vào 1, 2, 1. Như vậy là kết quả là phương trình nguyên kép là x1 bằng x2 bằng trừ 1. Luôn chúng ta có là A là 1, chúng ta có x bình phương. Rồi B là 2, vậy chúng ta có là 2x và cộng C là 1, khoảng 2. Rồi tiếp tục thử nữa là 1 trừ 2, 1. Kết quả là chúng ta có nghiệm là x1 bằng x2 bằng 1, khoảng 2. Rồi còn nếu chúng ta thử như sau. Trường hợp mà A bằng 0, nghĩa là chúng ta có A bằng 0. Rồi chúng ta có B là bằng 2, C bằng 6. Chúng ta có nghiệm bằng x bằng trừ 3. Lúc này tôi giải phương trình này theo là phương trình bậc 1, các bạn ha. Rồi thử là 0, rồi B bằng 0 luôn, C bằng 5. Kết quả là phương trình vô nghiệm, ứng với phương trình bậc 1. Còn nếu là A bằng 0, B bằng 0, C bằng 0 thì là phương trình vô số nghiệm thôi, các bạn ha. Cho dù là mình hiểu theo bậc 2 hay bậc 1 đều như vậy cả. Tiếp theo, các bạn thử trường hợp là delta âm, nghĩa là các bạn nhập làm sao để cho cái delta này âm. Muốn vậy thì các bạn phải nhập cái B nhỏ thôi, còn A và C lớn hơn. Vậy các bạn sẽ có được delta âm. Nào bạn thử ha, các bạn nhập vô A lớn đi, các bạn nhập vô là 10. Rồi, B nhỏ thôi, B là 3 đi. Và C các bạn nhập lớn đi là 20 đi. Vì kết quả là phương trình vô nghiệm, bởi vì các bạn lấy B bình phương, tức là 3 bình phương là 9, trừ 4 lần của 10, nhân 10 và nhân 20. Như vậy là delta âm của hai là vô nghiệm. Như vậy là vô nghiệm này là ứng với phương trình bậc 2, các bạn ha. Như vậy là trên màn hình là toàn văn bài giải của cái bài số của bài giải biện luận phương trình bậc 2. Thì Mr. Đăng Dương sẽ để cái bài giải của bài này ở phần dưới mô tả của video này, các bạn có thể download về sử dụng các bạn ha. Toàn văn bài giải này sẽ được đặt ở đó. Như vậy các bạn thấy, cho dù mình viết như thế nào, chúng ta phải đảm bảo là lệnh ghép là đặt trong begin chấm phẩy. Nhưng nếu lệnh ghép đó nằm trên L thì không được chấm phẩy đằng sau chữ N, các bạn ha. Rồi, đó là cái nguyên tắc. Như vậy các bạn thấy, khi mà đưa vào một hệ thống bài mà nó phức tạp thì nó có nhiều lệnh. Tuy nhiên nếu các bạn hiểu được cái sơ đồ đây các bạn ha, là sơ đồ đây, đúng các bạn ha. Và các bạn hiểu được cái cách làm của ngành toán thì chúng ta cũng dễ dàng thôi. Bởi vì cho dù mình làm theo kiểu toán hoặc kiểu lập trình thì đều là tiến tới là ra được cái kết quả của bài đó, các bạn ha. Bên toán là viết bằng các lời văn, các cái ký hiệu của toán, còn bên tin học là các cái lệnh. Thì miễn rằng chúng ta viết như nào thì đều đảm bảo rằng là chúng ta đều có kết quả là được, các bạn ha. Thì cách viết ở trên hình đó là cách viết của ngôn ngữ lập trình Pascal, các bạn. Video số 6 này hết rồi. Hy vọng các bạn đã biết cách giải phương trình bậc 2 bằng ngôn ngữ lập trình Pascal để điều khiển máy thực hiện một cái chủ đề trong ngành toán. Các bạn nhớ nhấn nút like, share, và bạn nào chưa đăng ký kênh hoặc chưa subscribe kênh thì hãy nhớ đăng ký hoặc subscribe kênh và nhấn cái chuông để các bạn không bỏ lỡ các video tiếp theo của Mr. Đăng Dương Channel. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của Mr. Đăng Dương Channel. Xin cảm ơn.